phố chói chang, không thấy mặt trời. Có những khi về hoa phố, phố quá đông, không thấy mặt người. Tạm biệt làng quê yên bình, chúng ta giật mình trở về với cuộc sống mưu sinh, nơi có hình ảnh của những con phố, cánh hàng rong cùng tiếng rao hàng trong đêm khuya vắng lặng. Tất cả những hình ảnh đó, không biết từ bao giờ, cũng đã trở nên vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Đó là câu chuyện về thành thị, về những điều cũ kỹ, giản đơn, nhưng đã trở thành một phần ký ức, để rồi bất chợt ùa về và vẹn nguyên.